Ê Lu, gì? Đi chơi mù với tao không? Mù chơi vui lắm, đã lắm đi không? Ông bậy quá. Gì bậy? Tôi còn nít nha. Con nít? Thì chơi kiểu con nít có gì đâu. Hồi còn con nít giống mày tao cũng chơi mù hoài. Tôi chưa có kinh nghiệm sao chơi, nhảm. Nói tới mù tự nhiên nghe thèm. Mày nghĩ cái gì vậy? Tao nói là chơi game MMO chứ không phải chơi game mù. Game mù đâu phải chùa đâu mà muốn chơi là chơi. Bây giờ có Season 12 là vui lắm. Gì? Season 12? Là auto hết phải không? Ừ, auto hết rồi, chơi khỏe dữ lắm. Là không cần phải cắm tâm hư chuột như xưa nữa phải không? Đúng không? Hồi xưa tôi chơi MU tôi đâu sợ tốn tiền né, tốn tiền tâm không à. MU Legend VN bây giờ vui lắm. Đó là Season 12 rồi, cải thiện hết rồi, auto hết rồi. MU Legend VN phải không? Ừ. Vậy ok, ông cho tôi một vé về tuổi thơ đi được không? Ừ. Nghe không? Mà MU Legend VN lần này có class thứ 8 nữa phải không? Ừ. Vậy ông giúp tôi vé về với tuổi thơ nha. Tuổi thơ tao toàn chơi thiếu tiền net không?